về công việc kinh doanh của chúng ta đó là gì đó là cái một trong những cái tư duy vô cùng quan trọng đó là gì đó là bạn phải liên tục gieo cái hạt gieo cái hạt gì ạ gieo cái hạt nâng cao cái trí tuệ của mình bạn phải liên tục những cái người chưa giàu có những cái người chưa thành công thì họ tin rằng tư duy không liên quan gì đến giá trị tài sản cá nhân những người chưa giàu có họ nghĩ rằng là cái tư duy cái trí tuệ thì chẳng liên quan gì tới giá trị tài sản cá nhân và họ làm gì ạ họ họ không tin vào việc phát triển bản thân họ ngừng học ngay khi rời khỏi trường học và họ chỉ thích những cái trò chơi giải trí thôi bao nhiêu số chị đã thì thấy biết bao nhiêu người đúng mà dù có họ học rất giỏi ở trong trường học dù họ học rất giỏi trên trường đại học nhưng một khi họ đã kết thúc trường đại học rồi thì họ không học nữa Và có một cái điều rất là quan trọng ở đây giờ. Chúng ta đều biết một điều là nếu như chúng ta không chịu phát triển. Bạn không chịu phát triển có nghĩa là bạn không có chịu lên lớp. Thì từ năm 22 tuổi là lúc mà bạn bạn, 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 bạn tốt nghiệp đại học. Ấy. Cho tới năm 32 tuổi thì bạn học được cái gì? Cái trí tuệ bạn có tăng lên được bao nhiêu không? Cái hiểu biết bạn có tăng lên được bao nhiêu không? Cái kiến thức bạn có được thêm bao nhiêu không? Cái kinh nghiệm bạn có được thêm bao nhiêu không? Và nếu như cái cùng là một người Cái tư duy đó Kiến thức đó Hiểu biết đó Năm 22 tuổi Một người 22 tuổi Và một người 32 tuổi Cũng là cái đầu đó Cũng là cái tư duy đó Cũng là kiến thức đó Cũng là hiểu biết đó Thì kết quả có khác nhau không vậy à, Kết quả chả khác gì nhau Đúng rồi Kết quả không khác gì nhau Và như chúng ta có thể thấy vậy 30 tuổi chưa có nhà chưa có xe không sao cả đó không? không sao cả nó không là vấn đề gì cả tuy nhiên nếu như đã qua 30 tuổi nhưng vẫn ấu trĩ vẫn tư duy và vẫn cái tư duy là nghèo nàn vẫn cái tư duy là à cố chấp vẫn cái tư duy là không chịu phát triển thậm chí là thậm chí là khi mà để đi cười chê những người đang đi học phát triển bản thân lại đi cười chê những người đang luyện ngay ngày ngay ngày ngay, học tập rèn luyện phát triển đọc sách liên tục liên tục và anh chị ạ à, một trong những câu nói rất là hay của uh, một trong những cái bậc thầy nổi tiếng uh, nhất của trên thế giới đó là ông Jim Rohn kẻ nào đúng không ạ kẻ nào đúng không ạ kẻ nào hướng tới sự ngu dốt thì hãy mặc kệ hả đúng không ạ và một điều vô cùng đặc biệt ở đây ạ, những người chưa thành công, chưa giàu có thì họ sao ạ? À? Không tin vào việc phát triển bản thân. Họ không tin vào việc phát triển bản thân, họ không tin rằng là cái việc mà họ phát triển bản thân có thể giúp họ thay đổi, họ không tin vào điều đó. Và cho nên nhỉ họ cứ nói giờ ơ mấy người học phát triển bản thân mà chả, chả, có gì cả đúng không ạ à, và họ cứ phán xét đánh giá vân vân và vân vân nhưng mà tôi nói với bạn nha nếu như bạn phán xét đánh giá mà bạn giàu được thì hãy làm đi quan trọng là không đúng không quan trọng là điều đó nó không xảy ra được anh chị hả bởi vì sao bởi vì tư duy không thay đổi trí tuệ không tăng lên mà tư duy không tăng lên trí tuệ không tăng lên thì chúng ta có biết làm gì mới không chúng ta có biết làm gì mới không chúng ta có cái 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 hành động mới được không chúng ta có cái thói quen mới được không chúng ta có cái chiến lược mới được không mà hành động không thay đổi được hành động vẫn là hành động cũ vẫn là chiến lược cũ vẫn là thói quen cũ thì theo anh chị là có kết quả mới được không ạ à? à, chắc chắn là không rồi và bây giờ nếu như không có tư duy không có kiến thức không có hiểu biết không có trí tuệ không có kinh nghiệm mà lại hành động một cách không suy nghĩ gọi là đi hành động nhưng mà với giờ, kinh doanh với một cái đầu rỗng đi đầu tư mà không biết gì cả thì có mất tiền không à mất rất nhiều tiền thời gian đúng không và công sức đúng không đã có biết bao nhiêu người đã trải qua cái điều này rồi đúng không đã có biết bao nhiêu người đúng không họ kiếm tiền rất giỏi họ kiếm tiền rất tốt nhưng mà sao mà? à nhưng mà cơ bản này giờ họ không giữ được tiền bởi vì họ không có cái tư duy của người có khả năng giữ tiền. Họ không có tư duy của người giàu. Và cái nhiệt kế tài chính của họ cứ như vậy thôi. Tiền vào bao nhiêu thì cứ ra bấy nhiêu. Anh chị ha. Và đó là những người có thể kiếm được tiền nhiều. Những người mà có thu nhập cao nữa. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đến một cái uh, tiếp theo. Đó là gì? Vậy thì cái tư duy ở đây là, đây là cái tư duy mà sống còn của anh chị. Đặc biệt nếu anh chị nào đang kinh doanh, nếu anh chị nào đang là chủ doanh nghiệp, nếu anh chị đang là một cái nhà lãnh đạo, cái đội nhóm, cái hệ thống kinh doanh của mình. Thì đây là một trong những cái tư duy cực kỳ quan trọng và cái tư duy là tư duy quan trọng nhất. Đó là gì? Đó là những cái người thành công và giàu có. Thì họ hiểu rằng là gì? Tư duy nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả họ biết rằng tư duy nó sẽ cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới kết quả và họ biết rằng là gì học học nửa học mãi mới là cái phương châm mới là cái chiến lược đúng đắn nhất để thành công những người thành công và giàu có họ biết rằng tài sản cá nhân không thể tăng nhanh hơn sự phát triển của cá nhân anh chị ghi lại câu này đi tài sản cá nhân không thể tăng nhanh hơn sự phát triển của cá nhân anh chị nhé nếu như mà bạn mà bạn phải hiểu một điều là cái người không đủ khả năng thì sẽ không thể nắm bắt được cái cơ hội tương xứng cái người không đủ khả năng thì sẽ không giữ được cái cơ hội tương xứng và thậm chí là không giữ được những cái nguồn lực tuyệt vời và sau đây chúng ta sẽ nói về một cái cái, cái trải nghiệm anh chị những anh chị nào đang kinh doanh chúng ta đều biết cái điều này bao nhiêu trong số anh chị ở đây là chúng ta đúng không ạ chúng ta muốn tìm kiếm những cái môi trường chúng ta muốn tìm kiếm những cái người lãnh đạo tìm kiếm những cái người thành công để chúng ta có thể hợp tác cùng với họ và bây giờ cho huy hỏi anh chị là hiện tại anh chị có đang có một người như vậy không? Anh chị có đang có một cái người sếp, anh chị có đang có một người lãnh đạo, anh chị có đang có một cái người đi trước mình không ạ? À? Nếu bạn đang làm thuê cho một công ty nào đó thì bạn đang có đó. Nếu mà bạn đang đi kinh doanh và bạn đang có một cái người đi trước bạn đó thì bạn cũng đang có, đó. đúng không ạ? Được chưa ạ? và một cái bài học rất là đơn giản ở đây là gì đó là nếu như muốn biết tương lai của mình như thế nào thì hãy nhìn cái người đó nếu mà anh chị chúng ta muốn biết tương lai của mình như thế nào thì mình hãy nhìn cái người đi trước mình hãy nhìn cái người sếp của mình cái nhìn cái ông sếp của mình ấy. hãy nhìn cái ông lãnh đạo của mình ấy. hay là nhìn cái ông thầy của mình ấy. hay là nhìn cái ông hướng dẫn của mình ấy. được không ạ muốn biết tương lai của mình như thế nào hãy nhìn họ vậy thì rõ ràng là gì một trong những điều rất là quan trọng ở đây là gì nếu như giờ, một trong những cái điều cực kỳ cực kỳ quan trọng ở đây là gì? nếu như mà chúng ta muốn nắm bắt những cơ hội lớn thì chúng ta phải là cái con người lớn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay nếu như thành viên trong đội nhóm của anh chị, thành viên trong công ty và xí nghiệp của anh chị, họ không muốn theo anh chị nữa, họ không muốn học theo anh chị nữa, họ không muốn làm với anh chị nữa, họ không muốn hợp tác với anh chị nữa, là bởi vì sao anh chị biết không ạ? Là bởi vì họ nhìn thấy rằng là họ không muốn cái tương lai của họ trở thành anh chị. Bởi vì họ nhìn thấy rằng là nếu như họ cũng dành thời gian đó. Họ cũng dành công sức đó. Nhưng nếu như họ tham gia vào một cái hệ thống kinh doanh khác. Họ hợp tác với một cái người khác. Họ học từ một cái người khác. Thì họ có thể phát triển hơn. Họ có thể bức phá hơn. Họ có thể giờ dạ, tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Và có câu là giờ dạ, đất lành thì chim đậu đúng không? Dù là cái hạt giống có tốt như thế nào nhưng nếu như không được seo trên những mảnh đất màu mỡ thì sao ạ? À? Thì nó cũng lên được. Thì nó cũng lên được. Anh chị ha nếu như nó không có được sale trên một mảnh đất màu đỏ mở thì nó cũng lên đường. cũng giống như là nhân tài ấy, mà bị cấp trên chèn ép bị cấp trên đúng không ạ à? chèn ép không tạo cơ hội để phát triển thì sao ạ à? thì nhân tài đó cũng bỏ đi thôi và cái lý do tại sao các nhân tài lại rời bỏ là chỉ vì gì? lý do đơn giản thôi anh chị Lý do tại sao bao nhiêu số anh chị ở đây chúng ta đã từng có những cái người rất nhiều chúng ta đã từng đào tạo, chúng ta đã từng hỗ trợ, chúng ta đã từng làm việc, chúng ta đã từng giúp đỡ cũng có rất là nhiều những cái người chúng ta tuyển dụng rất lâu để có được một người, hai người, ba người, năm người, 10 người, hai mươi người, trăm người, người những cái người làm việc với mình hay những người làm việc cho mình tuyển dụng rất là lâu đúng không? Nhưng mình chỉ phải nhớ một điều là gì? Đó là nếu như chúng ta không phải là một cái người lãnh đạo có thể tạo cái khả năng, tạo cái điều kiện tối đa để giúp cho đội nhóm của mình, cho nhân viên của mình có thể phát triển được thì họ cũng phải chọn cái mảnh đất để họ có thể phát triển. Và như rơi theo cái bài học này comment tôi ạ. À. Và cái lý do mà người tài rời bỏ bạn không phải bởi vì là họ thiếu cái trung hiếu tiết nghĩa mà vì sao ạ? À? Vì sao anh chị mà bởi vì khả năng cao là bạn đang chèn ép họ bạn đang chèn ép họ có thể là bạn đang ganh tị bạn ganh gì đó nó tôi không biết đúng không ạ có khả thôi không biết bạn sợ họ vượt qua bạn cho nên mới phải, phải chèn lại đúng không ạ và cái vấn đề ở đây là gì lý do tại sao một nhà lãnh đạo lại đi chèn ép cái cấp dưới của mình chèn ép những người giỏi ở dưới mình bởi vì anh ta không chịu phát triển thế thôi. Bởi vì anh ta đứng yên tại chỗ. Bởi vì anh ta không bước lên, anh ta không tiến lên. Và anh ta không tiến lên nhưng mà có thể trước đó anh ta đã đi rồi nhé. Anh chị nhớ nhé, cái vấn đề này đem cái vấn đề của các lãnh đạo là trước đó bạn đã đi rồi. Nhưng mà bây giờ bạn đang ở một cái vị trí, bạn được gọi là bạn là, là một lãnh đạo. Bạn đang là một người leader, hay bạn là một người sếp. Và bạn có những người theo bạn, bạn có những người đồng hành với bạn. Bạn có những người hợp tác với bạn hay học từ bạn. Nhưng mà sao ạ? Họ đi rất là nhanh. Và khi họ đi nhanh như vậy, bạn vẫn không chịu phát triển. Bạn vẫn cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ. Vẫn nghĩ rằng là ta đây là lãnh đạo, ta đây là tuyệt vời, ta đây là người đi trước. Thì không có đứa nào được theo mình không có đứa nào được đi vượt mình thì tôi nói với các bạn là gì tôi nói với anh chị là gì đó là một cái tư duy sai lầm tư duy rất là sai lầm luôn bởi vì sao bởi vì dù là thời đại nào đi chăng nữa nếu như chúng ta không chịu liên tục phát triển bản thân mình thì đội nhóm của bạn đối tác của bạn hay cấp dưới của bạn sớm muộn gì họ cũng sẽ vượt qua bạn thôi. Bài sẽ hiểu học này không bên tôi ạ nếu như chúng ta không chịu phát triển bản thân bởi vì họ nhìn bạn mà họ nhìn bạn mà họ nhìn mình mà họ nhìn có là, là lãnh đạo của họ có đang phát triển không họ nhìn có lãnh đạo của họ có đang tiếp tục gặt hái được những cái thành công mới không họ nhìn có lãnh đạo của họ có đang bứt phá mỗi ngày hay không đương nhiên không thể nói là mỗi ngày được nhưng mà chúng ta có thể nói là vài tháng thấy một cái sự bứt phá có cái sự phát triển có đúng không ạ à? họ nhìn theo lãnh đạo họ đang nhìn theo anh chị đó nếu anh chị đang có đội nhóm anh chị đang có hệ thống anh chị đang có nhân viên người ta đang nhìn theo bạn đó tại vì người ta cũng mong muốn gì đó. người ta theo bạn bởi vì sao bởi vì họ biết rồi, thì họ tin rằng là gì họ tin rằng là tương lai nếu như họ đồng hành với bạn họ theo bạn họ học từ bạn họ làm việc với bạn thì họ sẽ có thể đạt được cái mục tiêu của họ họ có thể thành công họ có thể có được cái cuộc sống như vậy đó là những cái người tài còn những cái người mà bất tài ấy, thì chúng ta không nói bất tài giữ lại là làm gì bây giờ đó là người tài ấy. những người cầu tiến ấy anh chị hiểu mà còn những cái người mà an phận thì, thì không, có, không 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 có không có không có ảnh hưởng nhiều đâu mình đi họ không đi kệ họ mình phát triển họ không phát triển đó là chuyện của họ nhưng cái người tài ấy, thì sao ạ à? thì họ có cái chí cầu tiến họ luôn luôn muốn phát triển họ luôn luôn muốn nâng cao khả năng của mình họ luôn luôn muốn tiến lên phía trước nhưng nếu như bạn là một nhà lãnh đạo bạn không làm được cái điều đó thì sớm hay muộn thì những cái người tài đó cũng rời bỏ bạn Bao nhiêu hiểu bài học này comment tôi ạ? À? Yes. Đó là một cái bài học rất rất quan trọng luôn. Cho nên tại sao mà đây là một cái bài học mà anh chị em ở đây chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là tại sao mà người tài họ không ở với mình. Tại sao mà những người tuyệt vời họ không ở với mình, họ không đến với mình. Bởi vì mình chỉ ở mức độ đó thôi. Nó cũng giống như là gì ạ? Nó cũng giống như là một 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 cái một cái bạn học trò đấy học giỏi đấy học xong lớp 9 rồi thì nó phải học cái thầy nào mà dạy được nó lớp 10 đúng không ạ nhưng nếu kiến thức của bạn cũng chỉ mới ở lớp 9 thôi thì làm sao mà bạn dạy nó tiếp được bạn có hiểu không ạ à? ít ra mình phải lớp 10 nó lên lớp 10 thì mình mới dạy nó tiếp còn bây giờ nó học hết lớp 10 rồi thì sao? Nó học hết lớp 10 rồi bạn mà kiến thức của mình cũng chỉ mới lớp 10 thôi rồi thì, thì nó học thầy khác. Anh chị đồng ý mà. Và cái việc mà họ biết ơn bạn, cái việc mà họ trân trọng bạn, cái việc mà họ kính yêu bạn là có. Tuy nhiên là gì? Hãy nhớ một điều là gì? Mảnh đất màu mỡ nếu như anh chị là một người có giá trị chúng ta là một cái mảnh đất màu mỡ thì nhân tài sẽ tự về anh chị ha nếu anh chị là một người có giá trị và mình là một mảnh đất màu mỡ thì nhân tài sẽ tự về mình được không ạ những người tài giỏi sẽ đến với mình những người cầu tí sẽ đến với mình cái bí kíp làm sao để có thể là gì thu hút nhân tài và giữ được nhân tài là như vậy đó và nó đến từ trong một trong những cái tư duy vô cùng quan trọng của ngày hôm nay đó là gì đó là tài sản cá nhân thì không thể tăng nhanh hơn sự phát triển cá nhân đâu tài sản cá nhân của mình không thể tăng nhanh hơn cái 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 sự phát triển của cá nhân mình đâu và những ai không tin vào cái việc phát triển bản thân những ai không chịu phát triển bản thân mỗi ngày những ai không có chịu nâng cao cái tư duy và trí tuệ của họ thì sao ạ? À? Thì họ ở đó thôi. Và nếu như mà những cái đối tác, những cái nhân viên, những cái cấp dưới họ phát triển lên thì tới cái mức độ nào đó thôi. Đúng không? Tới mức độ nào đó thôi. Và nếu như dù có những người dù họ có quý bạn như thế nào, dù họ có yêu quý bạn như thế nào, nhưng bạn phải nhớ một điều là gì ạ? giữa bạn và cái tương lai của họ thì theo anh chị họ sẽ chọn ai họ sẽ chọn cái gì đấy tôi tôi tôi, tôi, tôi hỏi hỏi tất cả các anh chị ở đây luôn theo anh chị á giữa 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 giữa, giữa cái, 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 cái 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 ví dụ như là gì ví dụ như anh chị đang có một cái người lãnh đạo đi anh chị đang có một cái người sếp đi một người đi trước một người thầy đi trước giữa tương lai của anh chị với công thầy đó, anh chị chọn cái gì? Thầy hết dạy được rồi, tôi phải học học thầy khác thôi chứ sao? Anh chị hiểu mà. Mà nếu như thầy, nếu như lãnh đạo của bạn, nếu anh chị là lãnh đạo, mà anh chị có cái thái độ tốt với lại cái cách chúng ta đối xử tốt với lại nhân viên, với cấp dưới của mình. Thì khi họ vượt bạn đi chăng nữa thì họ cũng hợp tác với bạn. Vẫn lời đúng không? Nhưng cái vấn đề ở đây vậy? cái vấn đề là gì? Cái vấn đề đó là nó đến từ cái 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 tâm. Có cái tâm ở đây vậy? cái tâm là không muốn cấp dưới vượt của mình. Không muốn học trò vượt của mình không muốn cái người đi sau vượt qua mình và là đi chèn ép họ thì sau này sớm muộn gì thì họ họ cũng phải tách ra thôi họ tách ra họ đi nó ghét mà nó ghét nó tách ra nó đi cạnh tranh trực tiếp luôn anh chị không hiểu không ạ à? cho nên là cuối cùng nhé cuối cùng là cái phao cuối cùng đó cũng là quay trở lại cái lòng biết ơn và tình yêu thương vì nếu như mà có những cái người là cấp dưới của anh chị Họ phát triển nhanh hơn mình Có không à? Có chứ Có những người họ phát triển nhanh lắm Đúng không? Ừ Họ phát triển nhanh hơn mình Nhưng mà mình lại đối xử tốt với họ Mình vẫn yêu thương họ Mình vẫn tạo cái điều kiện tốt nhất để cho họ phát triển Thì ngay cả khi họ vượt qua mình đi chăng nữa Họ có giỏi hơn mình đi chăng nữa Thì họ vẫn luôn luôn là gì? Vẫn hợp tác với mình Vẫn hợp tác với mình Giả sử họ có tách ra đi chân nữa thì họ cũng sẽ hợp tác với mình tiếp. Lúc đó là đối tác ngang thì Mình vẫn có lời. Đó là kinh doanh. Anh chị hiểu không ạ? Và đó mới gọi là trí tuệ đó. Trí tuệ trong việc là gì? Trong cái mối quan hệ đó. Ok cho anh chị. Rồi. Vậy thì tiếp tục cái câu chuyện ở đây. Tại sao mà cái điều này lại là quan trọng? Tại sao cái điều này lại là quan trọng nhất luôn? Bởi vì lần thị trường luôn luôn thay đổi. Bởi vì mọi thứ nó luôn luôn thay đổi anh chị. Không có cái gì là ổn định, không có cái gì là an toàn, không có cái gì là luôn luôn là nó 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 như vậy cả. Mọi thứ nó sẽ luôn luôn thay đổi. Mỗi ngày lại có những thứ mới, mỗi ngày lại có những cái công nghệ mới, mỗi ngày lại có những cái ngành nghề mới, mỗi ngày lại có những cái chuyện mới. Đúng không ạ? À? Nếu bây giờ chúng ta nhìn vào cái thị trường Mỗi một ngày nó lại có những cái công việc mới được sinh ra Có những cái job mới, những cái ngành mới, những công việc mới nó được sinh ra Và có những cái xu thế mới được sinh ra, có những cái sản phẩm mới được sinh ra Và điều đó là điều đó nó cho chúng ta thấy một điều rằng là thế giới nó thay đổi không ngừng Và nếu như thế giới thay đổi không ngừng mà cá nhân bạn lại cứ dậm chân tại chỗ Bản thân mình lại không chịu lên lớp Thì sao ạ? À? thì mình bị tụt hậu đấy. Anh chị đồng ý không ạ? À? Cả cái thế giới đều tốt lên, cả cái thế giới đều đi lên, cả cái thế giới đều phát triển lên. Mà mình thì chậm chân tại chỗ có gì vậy Mình bị tụt hậu rồi. Và hãy nhớ một điều, hãy lưu ý một điều là gì ạ? À? Ồ nhưng mà tôi thấy là ông hàng xóm của tôi ông cũng vậy mà. Ôi tôi thấy là cái thằng bạn của tôi nó cũng vậy mà ôi tôi thấy là mấy người kia tôi thấy có một có rất là nhiều người cũng như vậy mà thì bạn nằm trong nhóm những người đi đang bị tục hậu bạn chấp nhận vào trong nhóm những người bị tục hậu thế thôi bạn hiểu không ạ và hãy nhớ gì ạ à? chọn bạn mà chơi chọn thầy mà học chọn đối tác để làm ăn hãy nghĩ tới cái mối quan hệ của bạn khi bạn hợp tác với những cái người bạn bạn chơi với những cái người bạn mà bạn tiếp xúc với họ bạn dành thời gian với họ mà nó làm cho bạn gì bị tục hậu nó làm cho bạn đi xuống nó làm cho bạn bị tục hậu gì bị tục hậu thì có thể nó ảnh hưởng tới gì? ảnh hưởng tới cái kết quả trong cuộc sống ảnh hưởng về tài chính ảnh hưởng về sức khỏe ảnh hưởng về mối quan hệ giả sử như vậy ví dụ chơi với lại năm ông nhậu thì sao thì suốt ngày đi nhậu suốt ngày đi nhậu thì sao sức khỏe có tốt hơn không nhậu sáng nhậu trưa nhậu tối nhậu khuya một tuần 7 ngày thì nhậu hết 8 ngày ý lộn ok đó không đây vậy thì chơi với đám bạn đó sức khỏe có tốt lên không chơi với đám bạn đó có năng lượng hơn không chơi với đám bạn đó có tuyệt vời hơn không? Đúng không? Tài sản, tài sản là sức khỏe mà nhớ không ạ? À? Hay là vậy? chơi với năm người không chịu lên lớp thì sao? Thì bạn ở lại lớp thôi. Chơi với những thanh niên lâu năm ở lại lớp thì sao? Thì bạn là thanh, bạn sẽ trở thành thanh niên lâu năm thôi. Anh chị đồng ý không ạ? À? Đó là câu chuyện là như vậy. Và chúng ta được, chúng ta phải nhớ một điều là vậy. Mối quan hệ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn cái mối quan hệ, cái việc mà chúng ta đưa ra quyết định để đồng hành với ai là vô cùng quan trọng. Anh chị ha. Và hãy nhớ một điều là gì? Cái bí kíp để lựa chọn mối quan hệ. Đó là hãy Lựa chọn những cái người nào ấy, đặc biệt ở trong kinh doanh, trong kinh doanh hay trong cuộc sống cũng vậy. Trong cuộc sống nó cũng ảnh hưởng lắm. Đó là hãy chọn những ai mà có cái tư duy mà Huy vừa mới chia sẻ với chị đó. Là những người gì ạ? À? Những người họ hiểu rằng là gì ạ? À? Họ tin rằng cái tư duy sẽ giúp cho kết quả của họ thay đổi. Những cái người mà họ có cái suy nghĩ là gì ạ? À? họ biết rằng tài sản cá nhân không thể tăng nhanh hơn sự phát triển cá nhân của họ cho nên họ phát triển bản thân liên tục họ liên tục học tập và phát triển họ học học nữa học mãi để họ có thể liên tục được lên lớp bởi vì sao bởi vì cả thế giới này đang lên lớp cả cái xã hội này đang lên lớp tất cả mọi thứ đều phát triển mà bây giờ tư duy không chịu tăng lên chính mình lại không chịu phát triển thì sao thì mình sẽ anh chị ha OK, cho anh chị. Đó chính là cái điều rất là quan trọng. Vậy thì anh chị đã hiểu được bí mật chưa? Bí mật là gì? Bí mật ở đây đó là gì? Nếu như chúng ta muốn giữ được người tài của mình thì sao? Thì mình cứ liên tục phát triển đi, đúng không? Mình cứ liên tục phát triển đi anh chị. Mình cứ liên tục phát triển, mình cứ liên tục phát triển, mình cứ liên tục đi lên, mình cứ tiếp tục tiến lên. Là coi như là người tài cứ đi theo mình thôi, được không ạ? Còn anh chị vẫn cứ tiếp tục tiến lên. Mà có người trong đội nhóm, trong hệ thống của anh chị rời anh chị. Thì cái vấn đề này là gì ạ? Thường ấy, thường ấy. Những người đó họ không có ý, không có chí cầu tiến. Thì cho họ đi đi. Được không ạ? Bởi vì đại bàng ấy, thì không có bay chung với vịt được. Và nếu bạn bắt những con vịt nó bay như đại bàng ấy thì bạn sẽ có những cái chú vịt đau khổ. Và nếu như con vịt nó cứ bay, nó không bay được thì một thời gian sau nó ức chế quá, nó cũng rời đi thôi. Mà nó rời đi trong sự tiêu cực luôn. Đó. Có nghĩa nó phải ỉa lên đầu bạn trước rồi nó mới đi. Anh chị hiểu không ạ? Cho nên không có sao cả. Đúng không ạ? Ngu tầm ngu mã tầm mã. Mây tầng nào hút mây tầng đó. Nhưng bạn được lựa chọn rằng là gì bạn bơi với vịt hay bạn bay cao cùng đại bàng? đó là do bạn bao nhiêu số hiểu bao học bị comment tôi ạ? yes và lý do tại sao mà giờ, lý do tại sao mà huy liên tục hướng dẫn anh chị huy liên tục nói với anh chị về tư duy phải tăng lên trí tuệ phải tăng lên phải học tập phát triển lên đúng không ạ ai mình cũng học được hết á đứa trẻ con mình cũng học được thậm chí con vật mình cũng học được một con vật mình cũng học được anh chị một con vật mình cũng học được từ nó một cái người nào mình cũng học ai mình cũng học được hết anh chị đúng không mình có thể học được tất cả mỗi lúc mọi nơi nhưng quan trọng phải luôn luôn giữ cái tư duy là gì đó là tôi liên tục cầu tiến trong việc phát triển bản thân học trong mọi hoàn cảnh phát triển trong mọi hoàn cảnh phát triển trong mọi lúc mọi nơi đừng có chờ là phải đi một ngày đàn học một sàn khôn bây giờ ngồi ở nhà cũng học được rồi ngồi ở nhà cũng học được một sàn khôn rồi khi nói với anh chị là gì có thể anh chị ở đây đồng hành với câu lạc bộ lâu rồi. Chúng ta thấy nó bình thường, nó quen rồi. Nhưng mà có thể, có khả năng bạn chỉ cần ngồi với tôi 30 phút thôi thì có thể bằng là bạn trải nghiệm ngoài kia 3 năm. Thật không tin. Và đó là một cái điều rất là quan trọng anh chị. Chúng ta phải liên tục phát triển bản thân liên tục liên tục liên tục liên tục luôn anh chị, liên tục phát triển bản thân lên. Phải liên tục cầu tiến và để có thể cầu tiến như vậy, hãy nhớ nhé, cái tài sản của mình, cái kết quả mà mình đạt được thì nó đến từ cái giá trị của mình. Cái giá trị của chúng ta tới đâu thì cái tài sản của chúng ta tới đó, cái kết quả của chúng ta tới đó. Cái cái quy mô, cái chất lượng, cái hệ thống kinh doanh của mình nó sẽ to tới đó. Anh chị ạ và tiếp tục cái câu chuyện là gì khi anh chị trở thành một con người phát triển thì sao ạ à? thì những cái người giàu hơn bạn những người giỏi hơn bạn những người thành công hơn bạn họ có muốn hợp tác với bạn không họ muốn chứ bởi vì họ thấy cái tiềm năng của bạn họ thấy bạn có một cái thứ mà người khác không có họ thấy bạn có một cái thứ mà đám đông ngoài kia không có đó là gì đó là bạn có cái chí cầu tiên đó là bạn liên tục học tập và phát triển bản thân. Và đây chính là một cái đức tính cực kỳ quý giá. Tuy nhiên là không phải ai cũng có thể duy trì được nó. Nhưng ai mà đã duy trì được, được cái điều này thì bạn sẽ sâu có một cách bền vững. Gọi là sâu bền vững. Bởi vì bạn cứ 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 phát triển hoài. Cho nên là bạn cứ luôn luôn ở trên top thôi. Bạn cứ luôn luôn là ở trên top thôi. Anh chị hiểu không? Cứ, cứ như vậy hoài Không bao giờ bị ảnh hưởng Cứ luôn luôn ở top Cứ luôn luôn là giàu có Cứ luôn luôn là hạnh phúc Cứ luôn luôn là có cái chất lượng Cuộc sống tuyệt vời nhất Nó là gọi là bền vững luôn anh chị Và thành công Thì nuôi dưỡng thành công Thành công nói tiếp thành công Bởi vì sao Bởi vì tư duy tăng lên Thì chúng ta lại có những cái chiến lược chúng ta lại có những cái kiến thức chúng ta là những có cái những cái công cụ mới chúng ta lại bị hấp dẫn được những cái đối tác mới những cơ hội mới đúng không ạ à? chúng ta nắm bắt được những cơ hội mới thì sao thì chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn đúng không ạ à? chúng ta nâng cao cái giá trị của mình lên thì chúng ta nâng cao giá trị của doanh nghiệp của mình lên chúng ta cống hiến được nhiều hơn chúng ta phát triển được nhiều hơn chúng ta tạo ra giá trị cho thị trường nhiều hơn thì sao ạ à? thì mình giàu hơn anh chị hiểu không ạ à? giàu bền vững là như vậy giàu bền vững như vậy giàu bền vững không phải là giữ cái sự giàu có giàu bền vững là gì giàu bền vững ở đây đó là giàu lên bền vững anh chị hiểu không và giàu lên bền vững thì phải giàu có từ từ trí tuệ giàu từ tư duy anh chị một ngày thì cũng chỉ có 24 tiếng thôi không có làm hơn được bây giờ bạn có làm hơn thêm vài tiếng nữa thì nó cũng không có tác dụng gì nó có tác dụng đến như mình một ít thôi nhưng nếu như bạn chịu phát triển cái tư duy này thì sao ạ à? thì nó sẽ tác dụng rất nhiều lần bao nhiêu sẽ hiểu bài học này không biết ạ rất quan trọng anh chị ha mà có biết bao nhiêu vô số những cái công ty những cái xí nghiệp những cái tập đoàn được xây dựng và phát triển từ những cái chủ doanh nghiệp trong vòng là 30 năm nếu như mà đúng không ạ chúng ta tính vào cái giá cổ phiếu của họ khi mà đầu tư vào cái năm lúc mà khởi nghiệp cái công ty đó thì có thể bạn nó chỉ một bỏ một đô thôi nhưng có thể vào 30 năm sau thì bạn đã lời được tới 500 đô bạn đã có được 500 đô đúng rất là nhiều những cái doanh nghiệp như vậy và tại sao ạ cái giá trị doanh nghiệp từ một từ ví dụ như cái cổ phiếu đó từ một đô lên lời được tới 500 đô trong 30 năm vậy thì tại sao ạ bởi vì là cái doanh nghiệp đó nó đã phát triển lên gấp 500 lần sau 30 năm. Cái giá trị nó đã nâng lên gấp 500 lần sau 30 năm. Và cái giá trị đó đến từ đâu? Cái giá trị đó mới đâu là từ cái ông chủ doanh nghiệp đó. Ông phát triển lên cho nên giờ ông thu hút được nhân tài đến với ông ấy đúng không ạ? Ông ấy mới bắt đầu là mở rộng, mở rộng, mở rộng, mở rộng, mở rộng, mở rộng, phát triển lại, cứ phát triển, phát triển, phát triển. Thì 30 năm sau cái giá trị doanh nghiệp tăng lên gấp 500 lần. Và nếu như cái vốn bạn bỏ giờ là 1 tỷ thì sao ạ? À? 30 năm sau bạn có 500 tỷ. Chưa tính tới cổ tức hay chưa tính tới những cái yếu tố khác nữa. Chưa tính tới cái lợi nhuận mà bạn kinh doanh trong 30 năm. Mình chỉ nói cái giá trị doanh nghiệp thôi. Anh chị hiểu được cái cái tầm quan trọng của việc phát triển tư duy chưa? Anh chị đã hiểu được cái tầm quan trọng của phát triển trí tuệ chưa? và phải nhìn xa ra kinh doanh phải nhìn xa ra xa ra, xa đừng có nhìn đừng có nhìn theo kiểu là một tháng hai tháng nhìn vài năm vài chục năm đi nhìn ít nhất là từ 5 năm tới 10 năm còn nếu mà nhìn được thì nhìn được 20 năm 30 năm 50 năm tuyệt vời thậm chí là nhìn được cho cả cái đời sau của mình nữa một trong những cái tư duy rất là hay đây là một cái tư duy rất là hay thôi anh chị tuy nhiên rằng là, là nếu anh chị có được tư duy này thì huy phải nói là anh chị tuyệt vời luôn đó là gì đó là những cái người chưa giàu có những cái người chưa giàu có nha. thì sao ạ à? thì họ nghĩ tới những cái điều mà họ mơ họ có một cái mục tiêu một cái tầm nhìn một cái mục tiêu đó là họ mơ có đủ tiền để nghỉ hưu con những người giàu có và thành công thì họ mơ có đủ tiền cho đời sau thịnh vượng. Để đời đời kiếp kiếp gia đình gia tộc của họ con cháu của họ nó thịnh vượng. Đó là cái tầm nhìn của những tỷ phú. Anh chị ha. Bao nhiêu số thì theo kịp bài học này comment tôi ạ. À? à và chúng ta đều thấy một điều gì đến từ việc phát triển được tư duy nếu như chúng ta là một người cha người mẹ mình là người phát triển tư duy liên tục thì có phải là chúng ta sẽ hướng dẫn con của mình như vậy không cái điều mà cha mẹ có thể cho con mình thừa kế thứ tốt nhất nó không phải là đất đai không phải là tài sản không phải là tiền bạc cái đáng quý nhất đó chính là gì cái giá trị về tư duy cái thái độ về sự thành công và giàu có bởi vì con của bạn mà có được cái tư duy này luôn luôn có cái niềm tin là giặc cầu tiến và liên tục phát triển thì cỡ nào cũng thành công được không ạ yes. Và đương nhiên là chúng ta trong kinh doanh thì chúng ta phải nói đến là gì? đạo đức vẫn phải đi trước đúng không? Yes. Cái này thì hôm qua Huy đã nói với anh chị rồi, đạo đức thì vẫn phải đi trước. Nhưng mà tư duy nó mới có thể phát triển cho chúng ta có được cái sự thành công. Thành công hơn, gia tăng hơn, phát triển lên, bứt phá hơn. Anh chị hiểu không ạ? Và dù là bạn có đang là người đi sau hay bạn đang là người đi trước đi chăng nữa thì hãy luôn luôn nhớ rằng bản thân mình phải là người liên tục có gì trở thành một người có giá trị, phải liên tục phát triển, trở thành một con người có giá trị. Nếu hiện tại bạn có giá trị rồi, hãy liên tục phát triển trở thành một người có giá trị lớn hơn nữa. Hãy phát triển thành một con người có giá trị lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn nữa. Và Huy sẽ nói với anh chị luôn ạ. À. Đây cũng là một cái điều rất là hay. Đây cũng là một cái tư duy nhé. Một điều đó hay là gì? Đó là liên tục gieo hạt. Liên tục gieo hạt gia tăng giá trị cho cả những người khác nữa. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì anh chị ạ, à, nếu như chúng ta phát triển cho bản thân mình, điều đó là điều rất là đáng quý mà. Chúng ta trở nên xuất sắc hơn, chúng ta trở nên tài giỏi hơn thì chúng ta có thể là gì? À? Nâng cao giá trị của mình hơn, thì chúng ta sẽ thành công hơn có đúng không anh chị ạ? Nhưng nếu như anh chị có thể à? chia sẻ, gieo hạt và có thể hướng dẫn đào tạo cho những thành viên trong đội nhóm của anh chị, trong cái tổ chức của anh chị, trong doanh nghiệp của anh chị, họ cũng có cái sự phát triển như vậy. thì cái sự mà từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cùng một cái gì, một cái sự, một cái sự phát triển mà. đi lên, đi lên và đi lên. Bởi vì tâm nhìn lớn, tư duy lớn, nhưng mà, giờ, nhưng mà đội ngũ chưa lớn nhân lực chưa đủ mạnh khả năng chưa có thì một người không thể làm được tất cả mọi việc tổ chức đó vẫn chưa làm được cái việc lớn hơn anh chị đồng ý không? và đây cũng là một cái điều rất là quan trọng ở đây là gì liên tục mở rộng cái vùng gọi là cái vùng vùng gieo hẹn anh chị đừng chỉ gieo trong những cái hiện tại mở rộng ra hãy bao dung hơn nữa, hãy tạo điều kiện để cho nhiều người để có thể được phát triển hơn. Đây cũng là một cái, cái điều rất là quan trọng chị. Nhiều khi á, nhiều khi là có một số người á, đây, đây đây câu chuyện là như thế này. Nhiều khi là có một số anh chị là nghĩ là gì à, à tôi cứ à, tôi thích những cái người học sinh giỏi hơn đúng không? Bây giờ anh chị là thầy, anh chị thấy học sinh giỏi hơn đúng không? giỏi thì giỏi hơn thì có kiến thức rồi có kỹ năng rồi có trình độ rồi thì có phải làm việc hiệu quả hơn không ạ? À? Yes thì mình sẽ, sẽ sẽ dành thời gian cho những cái người đó hơn và điều đó là đúng nhé điều đó là đúng hỗ trợ những người đó gieo hạt cho những người đó giúp cho họ có thể phát triển cho họ những cơ hội tốt nhất nhưng mà anh chị phải nhớ một điều là vậy thường ấy thì đa số mọi người thì bị dính vào một trong những cái gọi là cái cái gọi là cái này là nó 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 không có thiên về tư duy mà nó thiên về cái cảm xúc có một cái hạt giống cảm xúc bên trong nó ẩn ở dưới mà cái cái hạt này á là không phải ai cũng có thể vượt qua được anh chỉ biết hạt này hạt gì không ạ hạt tôi biết rồi cái hạt giống tôi biết rồi gì? và cái hạt giống này nó không phải liên quan tới cái tư duy đâu hạt giống này liên quan tới cái tần số cái 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 tính cách của họ, cái tính cách của cái người đó. Có nghĩa là gì? Cái cái người á mà không biết cái gì á thì sẽ rất là chịu học. Rất chịu nghe. Thì có phải cái người đó mình gieo hạt á, họ sẽ họ sẽ họ sẽ họ sẽ phát triển lên rất là nhanh không? Thì vì đón nhận mà. Họ 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 nghiêm túc họ học, họ đón nhận, họ học rất là nhiều, họ học liên tục luôn đúng không tại vì không biết cái quả gì đâu sao à? cho nên là giờ họ học rất là nhanh họ ứng dụng rất là nhanh họ có kết quả rất là nhanh anh, anh chỉ có đồng ý mà đó rất là hay không nha nhưng mà cho nên vậy có câu là giờ, dạy con khi tuổi còn thơ đúng không khi nó còn thơ còn thơ ngay thì dạy nó đi chứ đợi cho nó lớn lên nó là dạy chưa chắc nè hãy nghĩ nó lớn rồi nghĩ nó đại ca rồi mà mặc dù là ừ, chưa chắc nó nghe đâu chưa chắc nó nghe đúng không nhưng mà không phải tất cả mọi người đều như vậy một số người sẽ có thể thoát ra được cái này nhưng mà thay vì là thay vì là mình mình đánh cược cuộc đời của mình cho những cái một số người đó thì mình hãy mở rộng cái tần suất gieo hạt nhiều hơn liên tục gieo hạt cho những cái người mới liên tục gieo hạt đào tạo, tuyển dụng người mới trong doanh nghiệp của mình. Được không ạ? À? Đây là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng nha. Doanh nghiệp càng tuyển dụng được nhiều người tinh anh, nhiều người mới hơn thì sao ạ? À? Thì doanh nghiệp đó nó giống như thay nó thay máu liên tục đó. Có liên tục có cái máu mới hay sao? Thì doanh nghiệp đó nó sẽ phát triển liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục. Anh chị hiểu không ạ? À? Còn những đại ca mà nói là tôi biết rồi. Nói 100 lần vẫn không nghe thì thôi chứ sao tại vì anh chị cái người mà có 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 ba cái cấp độ nhỉ. cấp độ đầu tiên là không biết không biết đó, không biết cái gì hết cho nên nói gì cũng nghe hết học rất nghiêm túc <laughs> ứng dụng rất nghiêm túc cái cấp độ ở giữa là cái cấp độ rất là khó đây vậy đó là biết chút chút biết chút chút là gì là đã có kiến thức một ít có ít có một ít kiến thức và cũng đã ứng dụng có một ít kết quả và khi mà có một ít kết quả rồi thì lúc đó cái 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 cái, cái, tô biết rồi nó mới khó anh chị anh chị hiểu mà à đó là cái thử thách cái thử thách để xác định xem bạn có thể vượt qua để trở thành một người giàu hay không cái thử thách để có thể giúp bạn có thể chuyển từ một người hiểu biết sang một người thành công hay không Hiểu biết ở đây là có chút chút hiểu biết thôi. Chứ cũng không phải là có nhiều đâu. Anh, anh chị hiểu bài học này không ạ? À? Yes. Và cái cấp độ thứ ba là gì? Đó là họ có thể vượt qua được cái tôi biết rồi đó. Họ tốt nghiệp được cái tư duy ngày hôm nay Huy chia sẻ với anh chị. Đó là liên tục phát triển bản thân. Người thành công là người liên tục phát triển bản thân. Cái gì cũng học được hết. Đúng không? Tư duy quan trọng với kết quả. Biết rằng thông minh thì có thể không liên quan tới thành công. Nhưng mà giờ có hiểu biết, có trí tuệ thì sẽ giúp chúng ta thành công hơn được. Người thông minh mà không chịu học hỏi. Người thông minh mà không chịu rèn luyện. Người thông minh mà không chịu phát triển bản thân. Thì cái sự thông minh đó cũng chả làm gì cả. Anh chị ha? có câu chuyện là rùa và thỏ chỉ biết mà bay dưới dưới ở đây đọc cái cái ngụ ngôn rùa và thỏ con thỏ nó 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 có mọi nó có mọi cái nguồn lực để thành công luôn đó đúng không con thỏ có mọi cái nguồn lực để thành công nhưng nó vẫn thua bởi vì nó không chịu phát triển nó không chịu tiến lên phía trước nó nghĩ là nó giỏi rồi nó nghĩ nó tuyệt vời rồi nó nghĩ là nó 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 ngon rồi và cuối cùng thì con rùa dù là có thể là chưa được nhanh nhẹn dù rằng có thể là chưa được tuyệt vời dù rằng có thể vậy, em chân rất ngắn nhưng mà sao à cuối cùng em cũng thắng bởi vì con trù không từ bỏ nó cứ tiếp tục liên tục tiến lên phía trước liên tục tiến lên phía trước liên tục tiến lên phía trước mà cuối cùng thì nó cũng thắng và trong cuộc sống cũng như vậy anh chị chúng ta có thể là ở đây có thể một số anh chị cũng đã chứng kiến đúng không có những người bao nhiêu số chị ở đây cũng đã từng chứng kiến có những người khi trong trường học ấy nhìn có vẻ là rất là chậm luôn. Thậm chí là trong kinh doanh cũng vậy, có những người lúc chúng ta gặp họ cách đây vài năm trước nhìn họ rất là chậm. Nhìn họ không có thông minh lắm, nhìn họ cứ 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 sao sao á. Nhưng mà một thời gian sau thấy họ vượt rất là xa đó. Đúng không? Tại vì những cái người này thì sao ạ? Họ hạ cái tôi của họ xuống. Họ hạ cái tôi của họ xuống họ cứ kiên trì bền bỉ phát triển phát triển phát triển phát triển phát triển phát triển học 10 biết một cũng hơn là gì à? không học học 10 mà biết 100 mà không học gì cả thì cũng thua cái người học 10 biết một mà chịu học học 10 biết một thì sao học 10 lần lại là, là biết được 10 thôi đúng không còn bây giờ học một biết 10 mà không học gì hết thì không nhân bao nhiêu lần cũng bằng không. Anh chị hiểu bao nhiêu không ạ? Và cái tư duy liên tục phát triển bản thân rất quan trọng. Và chúng ta phát triển bản thân mình, chúng ta gieo hạt cho mình trước nhé. Gieo hạt cho tư duy của mình, gieo hạt cho trí tuệ của mình, gieo hạt cho khả năng của mình nâng cao lên. Và chúng ta gieo hạt cho những cái liên tục tuyển dụng và liên tục đào tạo người mới trong doanh nghiệp, trong đội nhóm của mình anh chị rõ chưa cứ liên tục đi hơi đó đây là một cái tầm nhìn rất là quan trọng luôn liên tục tuyển dụng liên tục đào tạo người mới những cái người cũ giỏi rồi nói không nghe kệ anh chị hiểu không à? bạn hiểu không đấy câu chuyện là như vậy câu chuyện là như vậy Hãy nhớ nhé. Và đương nhiên là bạn phải là người có giá trị thì bạn mới 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 có thể mang lại cái giá trị cho người khác, được bạn mới hút những người có giá trị được. Bạn phải tạo cho cho đúng không? Bạn, bạn 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 người ta đến với bạn. Người ta phát triển. Người ta đến với bạn. Người ta thành công hơn. Người ta đến với bạn. Người ta thu nhập tăng lên. Ví dụ như trước đó họ làm cái công việc trước. Họ làm cho cái ông chủ khác họ chỉ kiếm được 10 triệu thôi nhưng mà họ hợp tác với bạn họ học từ bạn họ làm với bạn họ kiếm được trăm triệu thì cho nên là họ, họ mới họ mới đến với bạn họ mới ở với bạn được bạn hiểu mà đấy câu chuyện là như vậy và khi chúng ta giúp cho cái độ nhóm cho anh chị nhớ một cái điều rất là hay ạ. khi bạn giúp được cho những cái người trong cái hệ thống của mình trong cái hệ thống kinh doanh của mình trong cái tổ chức của mình họ trở thành đúng không mình mình mới giúp cho họ trở thành những cái đại bàng giúp cho họ cho thành những cái tin anh đấy. Thì sao ạ? À? Thì họ cũng trong lúc mà họ phát triển đó họ cũng sẽ kiếm rất là nhiều tiền cho anh chị. Được không ạ? Bao bao nhiêu sẽ này tôi ạ. Và đó mới gọi là hợp tác. Hợp tác là win win. Win 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 win. Tôi có lợi bạn có lợi. Đúng không? Chúng ta cùng win. Chúng ta cùng có lợi. Ba, bao nhiêu xe vào này không ạ. yes đây là một cái tư duy rất quan trọng nha nhưng quay trở lại cái câu chuyện là giờ vẫn là phát triển tư duy đúng không liên tục phát triển anh chị Hả? chứ bây giờ nhiều khi là có nhiều người đó huy, nói thật sự là huy nói là có những bạn là cũng theo huy lâu rồi đó mà bây giờ huy nói chứ chưa chắc nghe đâu chưa chắc nghe đâu ừ. thì tôi, tôi cũng kệ luôn tôi cũng kệ luôn muốn làm gì làm đúng không chừng nào nghe thì tôi nói tiếp ừ. còn có những anh chị nào mà chịu nghe chịu ứng dụng thành công tại vì tôi tạo ra đại đại được tôi tạo ra người tài được anh chị rõ chưa yes Thì mình mình giỏi mình mình tạo ra người giỏi được anh chị cho nên là giờ anh chị không có cần phải sợ anh chị không có sợ người tài không đến với mình đâu anh chị chỉ cần trở thành người tài thôi liên tục phát triển liên tục phát triển tư duy liên tục trở nên trở thành cái con người xuất sắc đi bạn có thể tạo ra người tài luôn người bạn không sợ người tài rồi khỏi bạn đâu cái đứa mà rời khỏi bạn là nó không có chịu phát triển nữa rồi bạn hiểu không ạ à? thì cho đi đi còn cái người muốn cầu tiến người phát triển người tại thu hút về với mình được không ạ à? đó, đó chính là cái gieo hạt đó đó chính là trong cái việc gieo hạt là như vậy đó mình gieo cho mình mình gieo cho mọi người ok cho các chị ơi rồi ok ha đó thì tư duy đầu tiên ngày hôm nay tư duy này tư duy này nhiều tiền đấy à, tư duy này là kiếm được nhiều tiền lắm đó rồi tiếp theo là gì ạ à? cái tư duy tiếp theo đó là ở chúng ta sẽ nói tới một cái tư duy tiếp theo là gì tư duy này thì nó cũng là một cái tư duy uh, cũng uh, thật ra thì nếu anh chị đồng hành với con bộ một thời gian rồi đó, thì chúng ta cũng biết tư duy này rồi nhưng mà cái này đại Huy chia sẻ cho các chị mới thôi những người chưa thành công về tài chính thì những cái người đó họ sẽ cây cú với người thành công họ sẽ cây cú với những người sầu cỏ họ nhìn ai mà giàu có là họ sẽ cây cú họ sẽ ức chế họ sẽ họ sẽ lên cơn điên lên đúng không ạ đó, thì đó là cái cái, cái đó là cái những tại sao ạ tại sao mà khi mà anh chị chúng ta gato hay là chúng ta cây cú với thành công người khác thì thì chúng ta không giàu được vậy thì tôi hỏi bạn là gì khi mà bạn ghét cái người thành công bạn ghét người giàu ấy, bạn có chơi với họ được không? Bạn có hợp tác với họ được không? Bạn có học từ họ được không? Không được. Đúng không? Nghĩ tới họ thôi là đã không không vui rồi. Nghĩ tới họ thôi là đã 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 thấy không khỏe rồi thì, thì sẽ không học được đâu. Anh chị ha. OK, chân chị đấy đó là cái điều rất quan trọng và nói tới cái tâm thức của chúng ta cái tâm thức là gì thật ra cái điều này á, là nó đã bị gieo cái này là bị gieo vào trong cái thời kỳ mà cách đây là mấy chục năm trước đó. là cái thời kỳ mà uh, trong những cái năm mà lúc mà cái thời kỳ bao cấp là lúc đó là mình có thể thấy rằng là địa chủ thì lúc đó là bị bị nói là gì là cường hào ác bá đúng không những cái địa chủ là những người cường hào ác bá nè ờ, những cái nhà giàu thì hạ tiện nè đó hay là thời phong kiến cũng vậy mà cứ liên tục có những cái tư duy đó anh chị và cứ cái tư duy là kỹ kỹ nông công thương có nghĩa gì có nghĩa là xã hội ngày xưa xã hội ngày xưa nha xã hội ngày nay mà áp dụng cái tư duy xã hội ngày xưa là 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 tiêu đó kỹ nông công thương là gì? tỷ kỹ nông công thương đó là kỹ sư, nông dân, công nhân, rồi mới tới là gì ạ? À? thương nhân. Có nghĩa là so cái 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 xã hội ngày xưa anh chị, thì kỹ sư là được coi trọng nhất. Tới tiếp là nông dân, tới tiếp là công nhân. Còn cái tầng lớp mà bị xem là thấp kém nhất là cái tầng lớp làm kinh tế. Bà bạn bạn hiểu không ạ? À? thì cái này nó đã bị nó đã bị cài trong cái tiềm thức nó bị cài theo cái tiềm thức của, uh, của 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 cái, những những cái dân tộc mà ngày xưa là là là, là có cái đã từng có cái phong kiến anh chị thì nó sẽ bị cái tư duy đó uh, là bọn lão nhà giàu hạ tiền lũ cương hào địa chủ ác bá đúng không cương hào địa chủ là cứ cứ cứ, cứ, cứ địa chủ lại là... đấy nhưng mà huy nói với anh chị nhé cái câu chuyện ở đây là gì Câu chuyện ở đây đó là chúng ta phải nhìn ra sự thật. Ngày hôm nay bạn phải nhìn ra được cái sự thật là gì? Một cái khẩu súng nó nó nằm trong tay của một viên cảnh sát thì cái khẩu súng đó sẽ được dùng để bảo vệ công lý, bảo vệ người dân. Nhưng cái khẩu súng đó rơi vào tay một tên tên cướp ấy thì nó sẽ dùng để đi cướp của người khác. Đúng không ạ? Vậy thì Huy muốn hỏi anh chị là cái khẩu súng nó tốt hay nó xấu? Cái khẩu súng nó ác hay nó thiện? Người cầm súng là người tốt hay người xấu? Tùy người đúng không? Tùy người Ừ, tùy người. Trời ba, ba, bao nhiêu số hiệu bài hầm này ạ? À? Tùy người thôi. Vậy thì bây giờ quay trở lại, tiền tốt hay xấu? Tùy người dùng đúng không ạ? À? Tiền nó không tốt, không xấu. Mà quan trọng là người dùng cái số tiền đó là người tốt hay người xấu. Bạn là người xấu đi chăng nữa thì bạn có tiền hay không có tiền thì bạn vẫn là người xấu. Có đúng không ạ? À? Kẻ cướp thì có tiền hay không có tiền thì nó vẫn là kẻ cướp. Lưu manh thì dù có tiền hay không có tiền thì vẫn là lưu manh. đại trưởng phu giàu hay chưa giàu thì vẫn là đại trưởng phu người quân tử giàu hay chưa giàu thì vẫn là người quân tử người có trung có hiếu có tiết có nghĩa thì sao ạ à? dù giàu hay nghèo thì họ vẫn là trung hiếu tiết nghĩa bao nhiêu ạ và tiền nó không làm thay đổi người khác nó không làm thay đổi chúng ta nó chỉ bốc lộ thôi nó chỉ bộc lộ cái bản chất thôi một cái người xấu ấy một cái người tâm bất thiện ấy thì khi mà có nhiều tiền hơn thì thì họ bộc lộ cái tâm đó nó, nó nó nó, mạnh hơn thôi một cái người tâm thiện lành thì khi mà họ giàu có thì sao nó bộc lộ cái 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 cái, cái tinh cái tâm thiện của họ hơn thôi anh chị đồng ý không ạ cũng giống như là ngày xưa cái thời phong kiến ấy. À. Có rất là nhiều cái đời vua đúng không? Vua có phải là giàu nhất không ạ? À? Thời phong kiến nha. Vua có phải giàu nhất không ạ? À? Nhưng anh chị có đồng ý với Huy rằng là có phải vua nào cũng là vua tốt không? Có phải vua nào cũng là vua tuyệt vời không? Hay là có phải vua nào cũng là vua sống xa không? Bóc lột dân chúng không? Tùy vua đúng không? bằng bảo hiểu mà à, thì cái câu chuyện ở đây nó không phải là về cái việc là giàu anh chị giàu có người giàu có là người tốt hay người xấu anh chị nhé mà là tùy người có những người không có không có tiền không có giàu có nhưng họ vẫn là người không tốt đấy và có những người Họ vô cùng giàu có thì họ làm việc tốt mỗi ngày họ làm việc tốt rất là nhiều luôn rất rất là nhiều luôn anh chị hiểu không ạ đấy cho nên chúng ta phải chúng ta là cái người hiểu biết huy nói anh chị là anh chị chúng ta là người hiểu biết anh chị đang ở trong cái zoom này anh chị học trong cái nhóm này thì chúng ta là người hiểu biết thì chúng ta phải lấy cái hiểu biết đó để chúng ta áp dụng vào cuộc sống của mình chúng ta lấy cái hiểu biết đó để chúng ta áp dụng vào cái công việc kinh doanh của mình Thì lúc này đây chúng ta mới có thể giúp đỡ được cho mình Giúp đỡ cho những cái người khác được Người không có cái hiểu biết đó Thì chúng ta phải chia sẻ để cho họ có cái hiểu biết này Cũng giống như ngày hôm nay Có thể một số anh chị chúng ta chưa có những kiến thức Quý chia sẻ để anh chị có Để anh chị có thể tốt hơn Anh chị tốt hơn là anh chị đã giúp được cho rất là nhiều người rồi Đúng không ạ? Bạn giới thiệu bài học này comment tôi ạ Vậy thì quay trở lại câu chuyện người chưa thành công và chưa giàu thì thường sẽ cay cú với người thành đạt và người giàu. Người thành đạt Những cái người cầu ti họ ngưỡng mộ những người giàu có và thành công khác. Họ ngưỡng mộ những người giàu có và thành công khác. Được không ạ? À? Nếu một ai đó giàu có thành công thì thường ấy là bởi vì sao? Bởi vì họ đã là những cái người đã vượt qua được những cái thách thức, những cái khó khăn. Họ đã liên tục phát triển bản thân. Họ liên tục nâng cao giá trị của họ. Và có một cái sự thật là gì? Hầu hết những người giàu có và thành đạt anh chị, họ rất là giữ trữ tính. Họ là những người rất là đàng hoàng. Chính vì họ đàng hoàng, họ giữ chữ tính, họ sống đàng hoàng cho nên là gì? Cho nên họ mới có uy tín. Họ mới có nhiều người muốn hợp tác với họ mới có nhiều người muốn làm việc cho họ và mới có nhiều người muốn mua hàng từ họ và từ đó họ mới giàu anh chị đồng ý không ạ? Nó như vậy đấy, nó như vậy đấy. Cho nên tại sao Huy nói nó anh chị là gì trong kinh doanh cái việc mà làm giàu ấy nó không có khó đâu, nó khó là bởi vì chúng ta không biết làm thì nó khó thôi còn biết làm rồi thì cứ làm thôi là thành công. Rồi. Nhưng mà trên cái hành trình kinh doanh và làm giàu anh chị thì Huy cũng muốn nhắc lại một lần nữa. Đó là bạn phải có đạo đức. Kinh doanh phải có đạo đức. Làm giàu cũng phải có đạo đức. Dù là giàu hay là chưa giàu thì cũng phải có đạo đức. Nhưng mà giàu thì sướng hơn đúng không? Giàu thì nó tốt. Mình giàu có thì mình giúp được nhiều người hơn. Mình giàu có thì mình cống hiến được nhiều người, nhiều cái hơn. Mình giàu có thì mình có thể là làm được nhiều thứ hơn. Đúng không ạ? Yes. Và nhưng mà đạo đức là vẫn phải đi đầu. Anh chị nhé. Đạo đức trong cuộc sống, đạo đức trong kinh doanh cũng như vậy. Và khi đã có đạo đức rồi thì ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có thành đạt là vô cùng tuyệt vời. Ok chưa? Yeah. Rồi. Uh, trong cái tuần này thì khi mà anh chị tham dự vào cái nhóm đen luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí thì chúng ta sẽ được đào tạo được rèn luyện về một trong những cái bí kíp tới giờ. Đó là cái bí kíp trong việc là chúng ta có thể dung hòa các mối quan hệ của mình anh chị ha. Mối quan hệ thì có quan trọng không ạ? Mối quan hệ chính là tiền tài đó chị. Và trong các mối quan hệ thì sao ạ? Có một cái điều rất là quan trọng là gì? Đó là điều cần nói thì chưa chắc quan trọng bằng cách nói. Và có thể là trong quá khứ hoặc là hiện tại một số anh chị chúng ta đang gặp cái việc là khó khăn trong việc là có những cái mâu thuẫn trong gia đình mâu thuẫn với khách hàng mâu thuẫn với đối tác mâu thuẫn với cấp trên cấp dưới với lãnh đạo với sếp vân vân và từ những cái mâu thuẫn đó nó lại ảnh hưởng tới cái việc là chúng ta bị tác động về cái tâm lý tác động về cái lúc chúng ta làm việc và nó khiến cho chúng ta bị giới hạn cái thu nhập của mình đi vậy thì sao ạ vậy thì điều đầu tiên anh chị chúng ta phải chữa được đó là chữa được cái mối quan hệ đó vì nếu như anh chị nào hiện tại chúng ta đang gặp những cái vấn đề đó và chúng ta mong muốn giờ Ok, mình đã mình đã mất rất là nhiều thời gian rồi Mình đã mất một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi Mình vẫn chưa biết cách làm sao Mình đã làm mọi cách rồi Mà mình vẫn chưa có chữa được cái điều đó Thì anh chị, cái buổi chủ nhật tuần này là cái buổi dành cho mình đó Thì anh chị, nếu như anh chị ở đây Thật sự chúng ta muốn đồng hành cùng một câu lạc bộ Và rèn luyện cùng một câu lạc bộ Thì anh chị nên tham gia vào chủ nhật này Tham gia trong tuần này để chúng ta có luôn đúng không ạ, à, tốt nghiệp luôn bài học đó để chúng ta có thể áp dụng trong các mối quan hệ của cuộc sống của mình và có được cái đúng không nó giải quyết luôn đi, nó giải quyết luôn đi để cho mình có thể là tiến lên đi, khỏi có bận tâm nữa được không ạ? À? Yes và một cái điều nữa đó là còn hai tuần nữa hai tuần nữa thì uh, câu lạc bộ của chúng ta sẽ có một cái buổi offline nhé offline gặp mặt trực tiếp với nhau và trong cái buổi offline này thì chỉ dành cho những anh chị đã tham gia vào nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí thôi anh chị ha thì uh, các anh chị nào nếu như mình muốn tham dự offline thì anh chị hãy liên hệ với nhóm trưởng của mình ở offline thì sẽ có những cái quy trình mà không làm trên zoom được anh chị cho nên mới có offline, thật sự thì Huy không tổ chức offline cũng được mà. Nhưng mà bởi vì sao Huy muốn Huy muốn có thể giúp cho các anh chị có thể, đã đồng hành với nhóm rèn luyện, đồng hành với câu lạc bộ thì chúng ta có thể bứt phá mạnh mẽ hơn. Cho nên là mình sẽ tổ chức cái offline để giúp cho các anh chị đồng hành với nhóm rèn luyện chúng ta có thể áp dụng những cái quy trình cực kỳ tuyệt vời những quy trình mà có một không hai những cái quy trình không làm được trên zoom đâu không ở đâu có đâu anh chị đúng không ạ chỉ có tại offline của cộng bộ thôi anh chị thì trong những quy trình đó nó sẽ giúp cho anh chị thứ nhất là cái quy trình đầu tiên đó là quy trình chúng ta sẽ bứt phá cái giới hạn bản thân. Có những cái niềm tin giới hạn của anh chị thì sao ạ? À? Mình sẽ bứt phá trong cái quy trình đó. Quy trình thứ hai là cái quy trình để chúng ta có thể vượt ngưỡng xé bỏ kén. Chúng ta đều biết rồi nếu như chúng ta không tự xe bỏ kén được thì sao ạ? À? Thì chúng ta sẽ không trở thành một con bướm mà bay lên trời cao được anh chị. Và cái quy trình đó giúp chúng ta có thể vượt qua đánh vượt qua được cái tiếng nói nhỏ của mình, chúng ta chiến thắng một lần và mãi mãi những cái niềm tin giới hạn của mình. Cái quy trình thứ ba đó là quy trình củng cố thành công. Đây là cái quy trình cực mạnh bởi vì sao ạ à? bởi vì cái quy trình này một khi bạn làm cái trình này xong thì sao ạ à? bạn sẽ trang ngập đúng không bạn được kích thích và bạn được 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 thúc đẩy bạn được nuôi dưỡng và được gieo trồng bạn được một cái nguồn năng lượng tuyệt vời nó tưới vào những cái niềm tin chiến thắng của bạn bạn trang ngập cái niềm tin chiến thắng bên trong bạn sau với quy trình này quy trình thứ tư là cái quy trình tuyệt vời nhất đó là quy trình thu hút năng lượng của vũ trụ hãy thử hình dung là gì ạ chúng ta là một phần của vũ trụ đúng không mỗi chúng ta đều là một phần của vũ trụ cơ thể chúng ta được tạo nên từ đất nước lửa gió vũ trụ cũng được tạo nên từ bốn bốn yếu tố này và cái quy trình cuối cùng là cái quy trình thu hút năng lượng của vũ trụ thu hút nguồn lực của vũ trụ và có thể tận dụng những cái nguồn lực của vũ trụ để hậu thuẫn cho cuộc sống của bạn để bạn có một cái trạng thái năng lượng đỉnh cao nhất và có thể giờ có một gọi là gì nhiễm từ, nhiễm từ ha trở thành một con người nhiễm từ, ok chưa? Yeah. Rồi, thì đó là một số những cái uh, chia sẻ uh, về offline. Uh, nếu như những anh chị nào mà nghe, mình chưa biết có thông tin thì hôm nay huy cũng chia sẻ luôn. Uh, anh chị có thể ra ra quyết định ha, liên hệ với nhóm trưởng của mình để có thể là tham dự được cái buổi offline uh, vào uh, uh, cuối tháng này đó, cuối tháng 7 này uh, tại thành phố Hồ Chí Minh uh, thứ bảy chủ nhật, ok chưa? Yeah. Rồi. À, thì uh, hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị em vào cái uh, có thể là tuần sau, đúng không Tuần sau, nếu anh chị nào đồng hành với nhóm đang luyện thì hẹn gặp lại các anh chị vào uh, Chủ nhật tuần này. Chúc tất cả chúng ta có được một cái cuối tuần tràn ngập ý niệm về sự thành công, giàu có, khỏe mạnh lành lặng, thông minh may mắn tự do và hạnh phúc cho bạn ha hôm nay là một ngày thành công về tài chính hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công bạn là người thành công xin ra trên đời chúng ta là những người thành công xin ra trên, trên đời chúng ta là những người chiến thắng và hẹn gặp là bạn ở trên đỉnh vinh quang rồi chào tạm biệt các chị và các bạn xin yêu quý nhiều bạn bye bye